chào Ngô Quang, cô chào Thúy Ngân nhé, cô chào Hồng Út, cô chào Yến Nhi, cô chào Ái Sương, cô chào Khánh Minh, cô chào Dương Thảo Vi. Dạ âm thanh nghe rõ cô ạ. Cảm ơn Ái Sương nhé. Bây giờ thì cô chào chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay nha các bạn. Ngày hôm nay cô Thắm tiếp tục hướng dẫn các bạn bài chinh phục nghị luận xã hội, bởi vì là sau khi các bạn học trở lại, các bạn sẽ có một bài kiểm tra về kiến thức nghị luận xã hội. Và nếu như chúng ta không nắm chắc cách làm thì chúng ta sẽ không được điểm cao phần đó, đúng chưa nào? Và đặc biệt, kiến thức nghị luận xã hội sẽ còn gặp lại trong bài kiểm tra học kỳ cũng như là đề thi vào lớp 10. Kể cả khi mà các bạn học ở cấp 3, các bạn cũng gặp phải dạng đề nghị luận xã hội nữa. Vì vậy các bạn chú ý ngay từ đầu nhé. Cô chào Thùy Linh, cô chào Thu Thủy nhé, cô chào Bông Bé. Và tiết học ngày hôm nay cô Thắm sẽ hướng dẫn các bạn một dạng đề bổ trợ cho các bạn như thế này. Cô chào Ngọc Nguyễn, cô chào Diệu Linh, cô chào Mạc Thị Thanh Hiền. Đề đưa ra cho các bạn như sau: trình bày suy nghĩ của anh chị. Người bi quan luôn tìm thấy những khó khăn trong mọi cơ hội, người lạc quan thì luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn. Và đối với dạng đề này, các bạn chú ý cho cô, chúng ta sẽ phân tích đề một chút xíu, sau đó thì mới đi vào phần dàn ý xem là chúng ta cần phải khai triển như thế nào để có thể đảm bảo được về cấu trúc và lấy được điểm tối đa ở dạng đề này nha. Và nếu như may mắn hơn một chút, khi mà các bạn làm bài kiểm tra hoặc đi thi á, có gặp phải dạng đề này đi chăng nữa thì chúng ta cũng làm được, đúng chưa nào? Cô chào Ngọc Dung, cô chào Ngọc Nguyễn, cô chào Như Huỳnh, cô chào Huyền Nhung. Các bạn chú ý cho cô nhé, đối với dạng đề này chúng ta sẽ đi giải thích thế nào là người bi quan, thế nào là người lạc quan. Như vậy là hai cụm từ khóa chúng ta quan tâm ở đề nghị luận xã hội, đó là người bi quan và thứ hai đó là người lạc quan. Và một từ khóa nữa cô Thắm muốn giới thiệu với các bạn, đó là từ cơ hội. Từ cơ hội các bạn nhé, người bi quan, người lạc quan và cơ hội, đó là ba cụm từ khóa mà chúng ta sẽ cần đi cắt nghĩa, đi giải thích, đúng nào? Cô chào Nguyên Hải, cô chào Diệu Linh. Và đối với dạng đề này thì các bạn chú ý cho cô về các bước để chúng ta khai triển ở trong phần mở bài cũng như là phần thân bài. Phần mở bài các bạn chú ý cho cô này, chúng ta sẽ dẫn dắt vấn đề và chúng ta cần phải tích được ý kiến và đưa được cái câu nhận định của chúng ta vào, đúng không nào? Cô chào Dương Lê. Thế nào là người bi quan, thế nào là người lạc quan thì đây là phần thân bài chúng ta sẽ đi giải thích ý kiến. Các bạn chú ý cho cô ở phần giải thích này, như vừa rồi cô Thắm phân tích cho các bạn, đúng chưa nào? Người bi quan, người lạc quan và cụm từ khóa đó là cơ hội, chúng ta sẽ cắt nghĩa ba từ này nha. Cô chào bạn Dương Lê, cô chào bạn Mít. Người bi quan ở đây các bạn chú ý cho cô, người bi quan tức là chỉ những người không có ý chí vươn lên, luôn chán nản, nhụt chí trong mọi việc và mọi lĩnh vực. Và người bi quan còn là chỉ những người... Làm sao các bạn? Cô chào Thanh Sương. Hãy tăng tên những người bạn của mình vào nha các bạn. Cô rất là sợ sau khi kết thúc livestream này các bạn sẽ không được xem lại, nếu như những người bạn của chúng ta không được xem lại như bài phân tích bài thơ một số nho nhỏ hôm trước. Khi mà cô đăng lên cho các bạn chỉ còn có mỗi 3 phút đầu tiên thôi, như vậy rất là tiếc, đúng chưa nào? Cô chào Thùy Linh, cô chào Bé Bắp nhé. Đó, sau khi mà cắt nghĩa được cụm từ người bi quan rồi thì chúng ta mới chuyển sang thế nào là người lạc quan, đúng chưa nào? Người lạc quan là chỉ những con người tự tin vào bản thân, luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Và người lạc quan là chỉ những người mà họ thường thường họ không có tâm trạng chán nản, đúng chưa? Và họ luôn luôn tự tin vào bản thân, họ luôn luôn tự tin vào chính mình. Đấy, thì các bạn chú ý cụm từ thứ hai của cô Thắm giới thiệu cho các bạn, đó là người lạc quan nhé. Bao giờ chúng ta gặp phải dạng đề chúng ta cũng phải tìm hiểu về từ khóa và giải thích được từ khóa đó thì chúng ta mới chuyển sang phần tiếp theo nha. Cô chào Yến Nhi. Cụm từ khóa thứ ba cô Thắm giới thiệu cho các bạn đó là từ cơ hội. Các bạn chú ý cho cô như sau, từ cơ hội ở đây chúng ta có thể hiểu đó là khả năng mở ra những điều tốt đẹp ở phía trước. Đó là khi mà chúng ta vận dụng, khi mà chúng ta nắm bắt từ cơ hội là lúc mà chúng ta có thể có nhiều bước phá hơn trong cuộc sống cũng như trong học tập chẳng hạn. Đó. Những người không có ý suy nghĩ tích cực thường buồn bã tự ti. Đúng rồi Bông Bé. Cô chào Yến Nhi, Phạm Trần Yến Nhi.
Như vậy có thể thấy rằng là ở cả hai câu trên, từ người bi quan cho đến người lạc quan, ta thấy rằng hai câu trên nói về hai thái độ sống đối lập nhau, đúng chưa các bạn? Một bên thì là luôn luôn nhụt chí, một bên thì luôn luôn là lạc quan, tích cực. Từ đó là hướng con người ta đến một lối sống làm sao đây các bạn? Lạc quan đúng không nào? Một bên này là những người dành bi quan đúng không? Một bên là những người lạc quan. Và đây là thái độ sống đối lập nhau. Chú ý nhé. Cô chào Vũ Thị Huệ, cô chào Phương Thảo. Thì các bạn chú ý cho cô ở cụm từ mà cô Thắm giới thiệu với các bạn rồi đúng không? Thứ hai, sau khi giải thích xong vấn đề, chúng ta cần bước vào phần thứ hai, đó là phân tích và bình luận nha các bạn. Ở bước phân tích, các bạn chú ý cho cô, cụm từ đầu tiên hay nói cách khác là cái câu vế đầu tiên á, chúng ta cần phải làm rõ được, đó là người bi quan luôn tìm thấy khó khăn trong mọi cơ hội, tức là như thế nào, đúng chưa? Cô cảm ơn các bạn đã thả tim nhé. Cô chào Tú Châu, cô chào Lê Thị Thanh, cô chào Hồ Trương Xuân Lan, tên rất là hay. Cô Thắm quên mất, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nhé. Cô chào Quỳnh Trang. Các bạn chú ý cho cô này, ở đây người bi quan là những người luôn luôn thấy làm sao nhỉ, những khó khăn trong mọi cơ hội, và đây là thái độ sống tiêu cực mà nhiều người đã rơi vào cái tình trạng này nha. Các bạn chú ý nhé, kể cả khi mà chúng ta học tập hoặc là trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều người bi quan, có rất là nhiều người họ thường nhụt chí trước những khó khăn, họ không có ý chí tiến thủ, hoặc là họ thường chán nản. Cô chào Trà My, cô cảm ơn Thúy Ngân nhé. Cô chào Trần Xuân Thủy, âm thanh nghe rõ lắm cô ạ. Cô cảm ơn Như Huỳnh nhé, tuyệt vời quá, tối ngày hôm nay âm thanh rõ ràng, các bạn nghe rõ được, thật là tuyệt vời quá đi. Cô chào Nguyễn Thùy Linh, tối ngày hôm nay cô Thắm hướng dẫn các bạn một đề nghị luận xã hội, đó là người bi quan thì luôn tìm thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan thì luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn các bạn ạ. Rồi các bạn phân tích tiếp cùng với cô nha. Ở đây những người bi quan này, họ thường có tâm lý đó là thế nào đấy các bạn? Tự ti đúng nào? Ngại khó, ngại khổ hay là lười biếng? Thay vì tìm cách giải quyết vấn đề thì họ lại ỷ lại, thậm chí là họ chỉ làm sao đấy, chỉ ra những khó khăn để chúng ta thoái thác, đúng không nào? Chúng ta không tìm cách giải quyết vấn đề mà chúng ta chỉ tìm những lý do, chúng ta vượn cớ để chúng ta thoái thác công việc đó. Các bạn chú ý ở vấn đề này nhé. Cô chào Thành Nhân. Rồi, sau khi các bạn phân tích, sau khi các bạn bình luận về vấn đề đó rồi, thì các bạn chú ý cho cô, các bạn có thể lấy dẫn chứng ở trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta làm cho bài viết của chúng ta trở nên thuyết phục hơn, và chúng ta sẽ không bị mất điểm ở phần dẫn chứng nha các bạn. Bài bị bắt đi cô. Bài nào Thùy Linh ơi? Hậu quả đây là gì đấy các bạn? Cô Thắm giới thiệu với các bạn 3 hậu quả. Các bạn có thể đưa thêm về phần hậu quả đối với những người bi quan. Một đó là khi mà họ gặp khó khăn á, khi mà giải quyết mọi việc thì thường tự đặt những cái rào cản cho bản thân. Họ không có ý thức vươn lên, vượt qua những khó khăn để khẳng định mình, để chứng tỏ bản thân mình, đúng không nào? Và không chỉ ảnh hưởng đến chính bản thân của những người đó, mà những người bi quan còn gây khó khăn chung cho những người xung quanh nữa. Cô chào Nguyễn Vân, cô chào Nguyễn Như. Thì các bạn chú ý ở vấn đề này nhé. Có rất nhiều hậu quả ảnh hưởng đến. Tuy nhiên cô Thắm giới thiệu với các bạn 3 hậu quả chính ở đây, các bạn có thể bổ sung vào nha. Sau khi chúng ta phân tích, chúng ta bàn luận, chúng ta đưa ra hậu quả của những người bi quan rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang vế thứ hai, đó là người lạc quan thì luôn nhìn được những cơ hội trong sự khó khăn, đúng chưa nào? Và cái này rất hay nha, các bạn có thể đưa rất rất nhiều những dẫn chứng. Tuy nhiên này, chúng ta chỉ lựa chọn từ 1 đến 2 dẫn chứng hay nhất, tiêu biểu nhất vào thôi nha. Cô chào Nguyễn Ngáo, cô chào Thu Phạm. Những người lạc quan là những người có thái độ sống tích cực, những con người họ làm sao nhỉ, họ luôn vui vẻ, họ luôn luôn lạc quan, họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, với những thử thách trong cuộc sống.
và họ luôn luôn tìm những phương án giải quyết. Họ đối mặt với sự khó khăn, họ tìm ra những hướng đi tốt đẹp hơn thay vì họ ỷ lại, thay vì họ chán nản, đúng chưa nào? Cô chào Thu Phạm. Được rồi, cô thấy đề của Thùy Linh rồi nhé. Rồi, sau khi các bạn phân tích này thì các bạn chú ý cho cô, chúng ta chỉ ra tác dụng, chúng ta chỉ ra tác dụng ở phần này nhé. Tác dụng ở đây, những người lạc quan á, họ thì thường không bị thụ động trước những khó khăn các bạn ạ. Họ thường vui vẻ, họ đối mặt với mọi tình huống trong cuộc sống, họ chấp nhận những khó khăn để họ vượt qua, và họ biến những cái bị thành những cái được. Đấy, thay vì làm sao nhỉ? Họ kêu ca, họ phàn nàn thì họ đối mặt, họ chấp nhận và họ vượt qua. Đó, các bạn chú ý nhé. Và hơn hết, những người lạc quan họ còn giúp cho con người ta trở nên tự tin hơn, tự chủ hơn, dễ dàng gặt hái được những thành công trong cuộc sống, trong công việc. Đấy, các bạn phân tích như thế nhé. Sau đó để chúng ta đưa ra những dẫn chứng, những con người lạc quan trong cuộc sống, những con người lạc quan trong học tập, và họ đã đạt được những thành tích rất là xuất sắc từ chỗ nào. Ở đây các bạn cũng có thể đưa vào đây những tấm gương về nghị lực sống. Họ luôn luôn lạc quan, họ chấp nhận và họ vượt qua những khó khăn của chính bản thân mình, được chưa nào? Để chúng ta làm cho bài viết của mình thuyết phục hơn, chứ không phải là mỗi vấn đề là người lạc quan ở đây nữa, thì chúng ta có thể đưa vào những tấm gương giàu nghị lực, họ lạc quan, họ vượt qua được những rào cản của bản thân như thế nào nhé. Và ba, đó là bài học nhận thức và hành động. Các bạn chú ý cho cô, bài học nhận thức và hành động. Đúng rồi, ngày hôm nay không có lịch live, tuy nhiên thì cô Thắng vẫn hướng dẫn các bạn, bởi vì là cô thấy cái đề này rất là hay, mà nếu như các bạn có gặp ở trong đề thi hay đề kiểm tra thì các bạn cũng làm được. Vì vậy các bạn chú ý, có thể ghi chép hoặc có thể là share bài viết này về tường của mình để các bạn xem lại nhé. Các bạn chú ý này, chúng ta giải thích xong đúng không nào, thì chúng ta mới phân tích, chúng ta bình luận. Và cô Thám nhấn mạnh với các bạn một chút ở phần những người lạc quan này nhá. Thường thường ấy, rất nhiều người nghiên cứu và đã chỉ ra rằng là chỉ có tinh thần lạc quan á, thì khi mà con người ta có tinh thần lạc quan là chúng ta đã có được một nửa của thành công rồi đó các bạn ạ. Bởi vì là cuộc sống của chúng ta không bao giờ là hoàn hảo hay tuyệt đối cả, sẽ chẳng bao giờ có thành công nào có được một cách tự nhiên đâu. Có người nói rằng là họ tin vào may mắn, nhưng may mắn sẽ không phải lúc nào cũng đến, đúng không nào? Nếu như chúng ta biết vượt qua những khó khăn, nếu như chúng ta biết chấp nhận và chúng ta lạc quan trong mọi tình huống, thì chúng ta sẽ biết cách giải quyết mọi vấn đề, giải quyết mọi khó khăn. Có một câu nói rất là hay, cô Thảo muốn chia sẻ với các bạn về người lạc quan, đó là người lạc quan thì luôn tìm thấy ánh sáng trong bóng tối, và họ thường hướng về phía ánh nắng, bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối nữa. Câu nói này rất là hay, các bạn cũng có thể tham khảo. Cô có thể lấy ví dụ cho các bạn, một ví dụ rất là tiêu biểu ở người lạc quan. Cô vừa thấy có một bạn nói rằng là cô Thảo lấy ví dụ đúng nào. Bây giờ cô chia sẻ với các bạn ví dụ nhé. Nếu về nói về những cái tấm gương của tinh thần lạc quan á, thì rất là nhiều đúng chưa nào các bạn. Nhưng tiêu biểu ngày hôm nay cô Thắm chia sẻ với các bạn phải kể đến, đó là tinh thần lạc quan của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi mà người bị bắt và giam cầm trong nhà lao của Tường Giới Thạch á, bị lưu đày từ nhà lao này đến nhà lao khác, thì người luôn luôn phải sống trong cái cảnh thiếu thốn đủ điều, và cái chết cũng có thể đến bất cứ lúc nào. Thế nhưng ta chưa bao giờ bắt gặp được cái sự bi quan trong con người, đúng nào, trong con người đó. Bởi vì thế nào nhỉ, ta chỉ nhìn thấy rằng là cái tinh thần luôn luôn lạc quan ấy của người. Và bằng chứng thay này, người đã sáng tác
tập thơ gì các bạn, nhật ký trong tù đúng nào, để thể hiện một cái tinh thần lạc quan yêu đời của người. Và có rất nhiều tác phẩm rất là hay được trích ra trong tập nhật ký trong tù, các bạn có thể tìm đọc, rất là hay đấy các bạn ạ. Tinh thần lạc quan của người đến cả thế giới cũng rất là ngưỡng mộ. Hay một ví dụ khác các bạn cũng có thể lấy vào ở đây, đó là Nick Vujicic đúng nào, là một người không chân không tay nhưng anh có một tinh thần lạc quan vô bờ. Thế nên thành công luôn mỉm cười với anh. Anh đi khắp nơi để truyền ngọn lửa của mình cho tất cả mọi người. Và rất nhiều người đã được anh thắp sáng lên niềm tin và tìm ra con đường cho mình. Thì tinh thần lạc quan đó các bạn cũng có thể tham khảo. Ngoài ra các bạn cũng có thể lấy dẫn chứng khác được chưa nào. Hôm nay không hiểu sao điện thoại em thông báo full line luôn. Ôi như vậy thì tuyệt vời quá. Khi mà em tương tác thường xuyên á, khi mà em chia sẻ nhiều á, thì chắc chắn rằng là thông báo rất là thông minh, tức là Facebook nó rất là thông minh. Một điều khi mà có livestream á, sẽ có thông báo hiện ngay lên và các bạn sẽ biết được là cô hướng dẫn các bạn vào khi nào và hướng lúc nào đấy. Rồi cô lấy ví dụ rồi nha Hồng Út. Em có thể tham khảo phần đó nhé. Cô thắm chia sẻ tiếp các bạn về bài học nhận thức và hành động này. Các bạn chú ý cho cô, chúng ta khẳng định lạc quan ở đây là thái độ sống tích cực mà mỗi người cần có, và ngược lại cần thay đổi một lối sống bi quan, thoái thác đúng chưa nào. Khi gặp khó khăn, hãy nỗ lực tìm cách giải quyết, khắc phục, không nản chí và cũng đừng lùi bước. Sau đó là chúng ta sẽ liên hệ bài học cho bản thân. Đó, các bạn cần đưa ra này cái bài học cho chính bản thân của các bạn. Đó, thì cái phần này chính là cái phần mà chúng ta có thể làm khác hơn so với các bạn. Đấy nhá, có hay hay không là ở phần này, phần liên hệ này các bạn chú ý. Đừng quên phần liên hệ nhé. Cô thấy rằng là cô chấm bài á, rất là nhiều bạn quên đi phần liên hệ. Như vậy là rất là đáng tiếc vì chúng ta sẽ mất điểm đúng chưa nào. Cô chào Nhi Ngô, cô chào Phùng Văn Thiện, hai bạn yêu quý. Lát nữa xem lại phần đầu livestream để chúng ta có thể hiểu hơn về dạng đề mà ngày hôm nay cô Tám chia sẻ cho các bạn nha. Và cuối cùng này, các bạn có thể tham khảo cuốn sách Chinh phục nghị luận xã hội để các bạn có thể bổ trợ thêm rất rất nhiều những dạng đề nghị luận xã hội khác. Được chưa nào? Các bạn chú ý cho cô, ngày hôm nay cô Thắm đã chia sẻ cho các bạn về một dạng đề rất là hay rồi. Và hy vọng rằng đối với kiến thức ngày hôm nay, các bạn sẽ một phần nào đó nắm được những nét chính và nắm được cái cách mà chúng ta làm bài khai triển một bài văn nghị luận xã hội. Và hãy lưu ý một điều nho nhỏ như thế này. Đó là khi chúng ta đọc đề nghị luận xã hội, các bạn cần chú ý xem là đề yêu cầu mình viết đoạn văn hay viết bài văn. Nếu mà là viết đoạn văn 200 chữ thì các bạn cần phải nắm chắc được cách làm đoạn văn 200 chữ. Còn nếu mà yêu cầu viết bài văn thì chúng ta cần phải khai triển theo bố cục bài văn hợp lý và đầy đủ nhé. Như vậy là buổi live của cô Thám hướng dẫn các bạn gần 30 phút đến đây là kết thúc rồi. Không biết là các bạn tối ngày hôm nay có hiểu bài không nhở? Cô Thám muốn dành ra ít nhất là 2 đến 3 phút để cùng trao đổi với các bạn ở phần cuối được không nào? Các bạn có câu hỏi gì, các bạn còn vướng mắc ở phần nào, các bạn cứ mạnh dạn inbox hoặc cứ mạnh dạn hỏi cô trực tiếp ở trên live này. Cô Thám sẽ giải đáp hướng dẫn cho các bạn nha. Và những bạn nào mới vào sau chưa kịp xem phần đầu thì hãy chia sẻ livestream này về tường của chúng ta để chúng ta xem lại nhé.